không biết không ai mà. Chú ghé ở Ngọc Thị Điển mấy nhiều lần rồi á, lên bộ là được mấy lần nữa rồi. Lên lần thứ năm rồi chứ còn dạ. Nhà thì là thường luôn nha. Lên bộ là thứ năm. Chú ở thành phố hả chú? Chú nhớ từ nhà cậu mai nào mà chú lên đây? À chú ở quận Phú Nhuận luôn. Quận 12. Quận 12 dạ. Nhưng mà quận dân thành phố thì coi như là làm cũng tính ra là dân thành phố rồi chứ còn yeah. Cái quận nó gì trong bánh kính có 10, 12, 15 cây rồi. Dạ. Đi đâu nó cũng có 15 cây. Dạ. Yeah. Phải gọi vậy ha chú ha. Quận quận ha. Còn đi đông đi tây đi nam bắc nó cũng có 15 cây. Dạ. Yeah. Yeah. Chú đi tới đây với ai chú? Đây rồi. Dạ. Dạ. Ở đây hả? Nhân vật chính. Dạ. Dạ. Cô vô ngồi với chú luôn cho khỏe. Dạ. Dạ. Chưa có ra đi em nghĩ thì chú đã có tiếp xúc rồi. Đã vào, nếu tiếp xúc được thì nó không không còn nấy nấy cho tới giờ này. Dạ. Tại vì đến ngồi trước cửa mà cái quán đó bây giờ từ hôm mà chú chết xong nó cũng tự nhiên nó cũng ế bớt cái nó nghỉ quán. Dạ. Dạ. Con nghe giờ, con nghe nói là ngồi cái quán cà phê phải không chú? Con nghe nói là phải trả lại cho chủ. Không phải trả, ý là khách không tới thì làm sao kinh doanh? Cái thầy thì bây giờ đang khó khăn nè, mình phải bán được, mình mới ngồi đó được. Chứ còn mấy mà người ta đã đi thì mình đâu có chỗ ngồi. Rồi nó cứ đứng về hè nhà ta, khó qua. Đó, thật sự là hồi trước đó là đứng về hè. Còn bây giờ thì vô nhà thì vô tư rồi. À, bữa đó là chú thường xuyên ghé nhà chú Thắp Nhang hả chú? Nhà kiếm. Cái bữa 49 ngày chú có ở đó không chú? Có. Buổi sáng hả chú? Vậy thì đợt này 100 ngày chú ơi, chú vào không chứ? Chú ghé nhà không? Đây là đang tính mà cho chơi qua trái đó khỏe thì sáng chạy lên đây, chiều chạy về. Dạ. Chứ còn nghe cái gì trên mạng nói gì kia, người nào bên đốt đòi làm mấy cho chú ở bên quận 5 quận gì á thì đúng là không lên. Dạ. Tại cái 100 ngày của gia đình người ta. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, bây giờ mình có nồng ái mộ nắm hay là mình có tiền dư nắm á thì cũng không lên. Nếu có thì mình ủng hộ cho, yeah. Cho cô Loan thôi, yeah. Mình không thể nào nữa. Nếu mà mình có thuê cái chùa thì nghe YouTube ta lên nói là mùng 9 thì mấy giờ đái thì mấy giờ thiên phàm thì mấy giờ mùng 10. Nếu mà mình có tấm lòng thì thôi mình cũng thương thương cậu thì thương con cậu đi. Tại vì cái ngày đó là cái ngày của gia đình, yeah. Đúng cái là đó cho con cái, con cháu hay là cùng đó làm cái 100 ngày đó. À. Hoặc còn là mình đòi chia sẻ ra thì nó lại không đúng. Hoặc là mình lên mộ thôi chú ha. Ừ. Rồi nếu như mình có tấm lòng thì về. Dạ, dạ con kêu chú về rồi mọi người. Tại dạ, chú cũng theo không phải theo mà qua ba lời thả nè. Dạ. Thì cái gì nói thẳng ra toàn bộ cái này 100 ngày rồi chứ đâu. Dạ. Dạ. Trên mạng cái gì là ý này ý kia nhiều người đó nó đủ hết chuyện rồi. Dạ. 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 Cũng gửi lời. Dạ. 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 Muốn nói với trọng tâm trọng gì đó. Dạ cô có nói đi cô. Dạ. 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 Muốn quay quay về cho người kia nhưng mà cái tâm cái trọng tâm cũng ngon. Dạ. Mọi chuyện còn lại thì cứ để khán giả với giới mù điệu trong ngoài nước lo liệu. Dạ. Muốn nhắn gửi lời với bé Hồng Loan là khán giả giới mù điệu trong ngoài nước thương ba con, thương nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì sẽ luôn bảo vệ con, luôn luôn đồng hành, hiệp lực đồng hành cùng con trong cái cuộc chiến này. Vậy thôi, giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn cô ạ. Cô đã gửi lời đầu tiên là cô gửi lời năm giấc ngủ không có lo gì hết. Bây giờ là hai chồng đã đi thuê cái nơi nghỉ thì cũng hoàn chỉnh rồi, cũng tỏ lòng mong muốn của khán giả bộ điệu trong này ngoài nước còn sẽ ngủ ngon, mọi chuyện còn lại cứ để cho khán giả lo liệu. Còn Hồng Loan thì con phải giữ gìn sức khỏe, giữ gìn sức khỏe thôi. Con luôn biết là khán giả luôn ở bên con, đồng hành cùng con. Con nói rất là ngắn gọn và chúng ta dễ hiểu là con. Thôi chào mọi người nha. Dạ. Cũng cảm ơn mấy người YouTube ở đây đã đem tin đến cho khán giả trong và ngoài nước. Nếu không có YouTube thì khán giả những người ở xa như ở Mỹ, ở Châu Đốc, Cần Thơ hay là ở Cà Mau không ai biết được. Dạ. Rất cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn máy này nhờ cứu dụng. Cái gì là chửi với quên nữa nói với lại cũng gửi lời nói với lại ban giám đốc Hoa Viên, Hoa Viên và Hoa Viên Bình Dương, Hoa Viên Bình Dương.
đúng. Là xin ban giám đốc thương, thì còn chứ nói chung thương chung, cho nghệ sĩ từ việc sinh thời á. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng là một anh hùng trên mặt trận sân khấu. Dạ. Mà đã đem tiếng hát để mà để mà cống hiến sức mình cho khán giả, cho nên bây giờ khi anh nằm xuống thì cũng mong ban giám đốc Hoa Viên tỉnh Bình Dương, là nghĩa trang tỉnh Bình Dương, là chiếu cố chiếu cố cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, để cho khán giả mộ điệu được đến đây thăm viếng để tỏ lòng mong muốn của khán giả. Rất nhiều người rất muốn chụp hình với lại nghệ sĩ nhưng mà lúc còn sống chưa chụp được, thì qua những cái viếng thăm như vậy tỏ lòng cảm ơn lắm gì mà lắm thế. Cảm ơn cũng rất là nhiều đã chia sẻ mong muốn của và cái tâm tư nguyện vọng của chị. Với những người mà khán giả như bệnh nè, nằm một chỗ nè, liệt rồi nằm chỗ đâu có thể nào mà đi, rất ao ước hoặc rất là khát khao muốn để đến đây đốt nhang cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhưng mà đâu đến được. Nhưng mà nhờ mấy em YouTube đây thì những người nằm ở chỗ bệnh, nằm liệt giữa chỗ mới theo dõi cậu được, mới biết được là cái tình hình mộ cậu như thế nào nào. Rất mong giám đốc Hoa Viên tỉnh Bình Dương chiếu cố cho cậu, thương cậu để mà làm cho cậu, ví dụ như chẳng hạn cho khán giả lui tới để đốt cho cậu cây nhang để cũng ấm lòng tự biệt, khi lúc sinh thời cậu cũng là một chiến sĩ trên mặt trận sân khấu, đúng không? Cậu cũng là một chiến sĩ trên mặt trận sân khấu vậy, cho nên giống như khán giả, để cho khán giả trả lại những cái ơn gì mà cậu đã đem tiếng hát cho khán giả nghe. Thì bây giờ cây nhang, mỗi người một cây nhang lời khấn nguyện để cho cậu được cảm thấy thoải mái ở đó, vậy đó, vậy đi. Thì cũng cảm ơn các em ở đây, các em đây đã đem tin tức nhanh nhất luôn có thể. Chị ơi, xin phép chị, quý danh mình là gì ạ? Tên mình là gì đó? Thôi, cái đó cũng không có gì. Tên Tân Bình được rồi. Ông tôi hay đến nhà cậu lắm, đến nhà cậu thường lắm, tại nhà sát bên hay đến cậu thường lắm. Hàng xóm đấy ạ, là của hàng xóm nữa. Thì anh chị ở quận 12, cô chú anh chị thì đến cũng chia sẻ cái nguyện vọng của hàng xóm mình, của hàng xóm. Cảm ơn ban giám đốc Hoa Viên tỉnh Bình Dương đã tạo cho khán giả với lại cậu có được cái cuộc gặp gỡ như vậy nha, rất là quý luôn. Dạ, anh chị hàng xóm của cảm ơn, dành cho tình cảm những người. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chị về. Vừa rồi thì cũng có một anh chị đến từ quận 12 cũng đến chia sẻ. Này là cái người nào mà làm cái ảnh là hay và lại vừa đúng với ý nghĩa, mà nó y như là đang đi lại một cái lịch sử của ổng vậy. Dạ. Mà nó đúng với cái tâm trạng của ổng, nó rất là hay. Dạ. Đọc cái này là cảm thấy là cái hồn dữ lắm. Dạ. Cái bài này, cái tấm ảnh này. Cuộc đời hả chị? À, cuộc đời. Đây nè, em đừng đọc bên đó. Dạ, trước. Dạ, dạ, bên trước này. Trước tiên là cuộc đời mình cũng y như là cái bên ngoài mình cũng vậy mà cái cuộc sống hiện tại và trên sân khấu nó cũng như nhau. Dạ. Ý ổng là vậy. Ý sân khấu mà nhung. Ta cười, ta khóc. Là mình ngưng ở đây. Dạ. Ngai vàng ta ngự, diễn xong quay tuồng. Dạ. Đó, là mình tới cái chữ này là mình ngưng rồi. Dạ, ngai vàng. Rồi qua bên đây. Dạ. Cuộc đời trái phải, ta nghĩ ta xung lợi. Dạ. Mình ngưng ở đây. Dạ. Ha, tới đây mình ngưng đi. Dạ. Danh lợi ta bỏ, đến nơi cũ trùng. Dạ. Dù có bao nhiêu rồi cũng trắng tay, cũng về cõi chết mà thôi. Dạ. Nhưng mà người ta không gọi cõi chết mà ta gọi cũ trùng. Không? Dạ, bây giờ ổng có bao nhiêu tiền, bao nhiêu của, bao nhiêu danh, bao nhiêu phận, rồi cuối cùng cũng về con đường. Đúng rồi. Dạ. Thì mắc gì mình phải đi tranh giành, tranh quyền, đoạt lợi, chiếm đoạt của người ta để làm cái gì? Dạ. Nếu cái người nào hiểu được cái ý nghĩa bài thơ này, đọc rồi từ từ thì bài thơ này nó rất là ý nghĩa. Dạ. Nó chỉ luôn cho chúng ta nhìn ta thấy như bản thân ổng đó. Dạ. Hàng ngàn hàng triệu khán giả, bao nhiêu trong và ngoài nước đều ủng hộ ông, rồi cuối cùng ông cũng dạy câu được này, ông có được gì đâu. Cảm động quá chị. Chị rất là cảm động. Chị giải thích lại em cái chữ này em nghe thử chị. Mới giải thích xong rồi tạo nghiệp chị. Mới vừa giải thích xong chị càng nói nước mắt chị rơi. Đúng rồi, chị khóc vậy. Rồi. Chị giải thích cái gì. Đúng, cái này là người nào mà em phải tới đây.
mình đừng nói gì nhiều, thành tâm khẩn nguyện rồi mình am đạo mình sẽ hiểu hết những cái câu thơ trong đây. Yeah. Trong đây các câu thơ chị tiên phong nhất câu thơ này. Yeah. Là cuộc đời thì hiểu bên này, bên này bên sân khấu nè. Sân khấu màn nhung mà. Sân khấu màn nhung. Sân khấu màn nhung, ta cười ta khóc, em ngưng ở đây. Dạ. Yeah. Em ngưng ở đây, em mới xuống đây. Dạ. Yeah. Ngai vàng ta ngửi, biển sông quay cuồng. Sân khấu và ngoài đời đều là một. Là một, dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Sân khấu ngoài đời đều là một. Bây giờ mình có làm gì cho lắm, màn nhung hay danh phận gì cho lắm, thì bây giờ ông cũng đã diễn xong cái vai tuồng rồi. Dạ. Mình ngắm bên đó, mình nhìn qua bên đây. Dạ. Cuộc đời trái phải ta nghĩ ta xung lợi. Tới đây mình ngưng. Dạ. Nha. Tới cái xung lợi là tại sao cuộc đời khi mà mình lo mình tranh giành cái danh phận, cái quyền của hay là tiền của cho lắm, thì mình nghĩ mình đâu có nghĩ mình đúng. Dạ. Mình, tại vì mình lo mình tranh giành, mình chiếm đoạt của ta, mình đâu có nghĩ mình đúng. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì ta nghĩ ta xung lợi. Dạ. Đúng không? Danh ta bỏ đến nơi cũ trùng. Dạ. Thì bây giờ mình làm cho lắm, mình giành, mình giật, mình chiếm đoạt bao nhiêu rồi cuối cùng cũng trắng tay thôi. Dạ. Cũng đi về con đường này nè. Dạ. Đó. Cũ trùng là cõi chết, mình gọi cõi chết, nhưng về bên mà kinh Phật á. Dạ. Sắp có giáo lý của nhà Phật thì người ta không gọi cõi chết, là về cũ trùng. Cũ trùng, dạ. Cuối cùng mình cũng vậy thôi. Dạ. Ai cũng vậy, như ổng giờ có bao nhiêu hàng ngàn hàng triệu khán giả thương mến ổng, nếu kéo ổng lại cũng có được đâu. Dạ. Giờ em bỏ ra 100 tỷ dạng ổng kéo ổng lại có được không? Dạ. Cũng không được. Không được. Đó. Rồi giờ ổng có bao nhiêu tiền, bao nhiêu của cũng có cứu được ổng đâu. Dạ. Ổng cũng phải bỏ, ổng xua tay ra đi. Dạ. Thì mình sống sao cho đúng, cho lẽ phải con người. Dạ. Để mình ra đi trong cuộc đời mình thanh thản như ổng vậy nè, ổng ra đi. Em nhìn trên bức ảnh giống nhà thanh thản. Dạ. Chứ không có phải mà buồn rầu hay hoặc là vướng bận đâu, người ta không có vướng bận. Dạ. Mình nhìn trên bức ảnh này nó vừa cái này là nói về cuộc đời của ổng. Dạ. Cũng như là vừa một cái sân khấu diễn tuồng mà cũng là ngoài đời của ổng đó. Đó. Mà ổng cũng để lại cho mình, người ta cũng để lại cho mình những cái câu thơ này rất là hay. Câu thơ này của Phật tử đem tới tặng thì nói chung mình không biết là ai, nhưng mà cũng là khiến cái người Phật tử nào người ta cũng am hiểu dữ lắm, là người ta mới cũng là tài dữ lắm, người ta mới làm ra một cái bức ảnh này và một hai cái câu thơ ý nghĩa này rất là tràn đầy. Yeah. Và nó đúng với cuộc đời và nó đúng với cái danh phận của anh Linh hiện tại. Yeah. Rồi cảm ơn chị nha. Ở đây là chị ủng hộ nhất là cái người này. Dạ, cái người làm cái tâm này. Dạ. Tâm của cái người mà làm cái bức ảnh này và đặt ra hai cái câu thơ này. Dạ. Rất tuyệt vời. Chị nói từng cái câu thơ đó chị. Bởi vì khi mà em gọi mà em đọc lào không hiểu. Dạ. Chứ mình tới đây á là mình đừng nói những cái chuyện gì của người ta hết. Dạ. Mình chỉ nhìn vào đây đi. Là rồi mình học, mình hiểu rồi. Dạ. Chứ mình rồi mình cầu nguyện rồi mình ra về để cho ung dung, người ta đừng tới đây đừng bàn luận gì cả. Dạ. Người ta đã ra đi, người ta ảnh rất là suôn sẻ, rất ung dung. Em thấy trên gương mặt người ta cái nét mỉm cười của người ta ung dung tự tại. Dạ. Lúc nào cũng đi lên nha. Ta không có buồn phiền. Dạ rồi, cảm ơn chị.